đường huyết quá mức, nguy cơ đoạt mạng người tiểu đường. Thanh Thảo xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ gia đình. Chương trình của chúng ta được phát sóng vào lúc 12:50 trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, theo như các nhà khoa học thì những bệnh nhân mắc căn bệnh đái tháo đường có thể bị hạ đường huyết, và khi bị hạ đường huyết như vậy thì bệnh nhân có thể sẽ đối mặt với những cái nguy hiểm. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến cái chuyện là bị hạ đường huyết, và khi bị hạ đường huyết như vậy thì bệnh nhân sẽ phải khắc phục như thế nào? Xoay quanh chủ đề này, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bác sĩ tiến sĩ Lê Tuyết Hoa, giảng viên đến từ trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Xin chào bác sĩ. Mến chào Thanh Thảo, kính chào quý khán giả đang xem đài. Dạ thưa bác sĩ, để theo dõi về cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng với bác sĩ chúng ta sẽ theo dõi tiểu phẩm này. Phần là con gái chưa một lần yêu ai, đường gì tương lai. Trời ơi, đẹp quá ta, tướng quen quá, mũi dọc dừa miệng cụ Âu, tướng này làm say mê cuộc đời tôi ngày nào. Tả xong chưa? Tả xong rồi. Em đi nè. Đứng đây, nó nghe nè. Đang cái thế mà vừa bước xuống vậy nè, ông kêu một cái trời xém giọt bẻ luôn á. Anh khen em nữa. Dạ. Sao vậy? Ôi từ. Đừng dịnh rồi, chán gián dữ nữa. Sao mỗi lần tôi muốn tỏ tình với bà tự nhiên bà chán gián kỳ á? Ủa sao kỳ ta? Cho cái bánh ăn coi. Gì vậy? Bà ham ăn quá, đi đâu cũng có bánh trong người hết không? Thấy không? Thấy ăn bánh chi? Em có biết không? Cái gì? Anh để em giữ. Trời nắm tay giữ với ông. Lần này để dù mất rồi chết luôn. Cho ăn miếng bánh đi. Cứ ăn cái gì mà ăn, đang tâm sự mà ăn hoài. Cho ăn miếng bánh đi. Bây giờ mà đừng có ăn uống gì hết nè. Cái gì mà cứ chán gián hoài vậy? Hạ đường huyết. Hạ đường huyết rồi sao? Bị tiểu đường. Rồi sao? Cho nên là không có mơ ước một cái gia đình hạnh phúc được. Không dám. Trời ơi. Vậy có nghĩa là bà sợ bà cưới tôi về, rồi bà lỡ khi có chuyện gì là tôi mồ côi đúng không? Thì đó, cái bệnh này là mình không nên làm khổ người khác. Bà có biết không, mấy người mà bà hạ đường huyết là có khi bị hôn mê sâu rồi là đi luôn á. Thôi từ. Trước khi hôn mê, tôi cho miếng ăn miếng bánh đi chóng mặt. Ăn miếng thôi. Nói nghe nè, có cách hết, không có gì phải lo hết. Lo quá. Bình tĩnh, đã về với tôi có trách nhiệm bảo vệ bà. Sao đó giờ ông chủ nói là biết về cái bệnh này. Thì sao bà không nói, bà lẳng lặng bà bỏ tôi mình đi không? Nhưng tôi mỗi lần ông tỏ tình với tôi là tôi rung à. Tốt hơn. Không có sao, đâu? Không có sao. Nghe bác sĩ đâu? Tôi dẫn nha. Bây giờ đi hả? Đi. Thưa bác sĩ, nhân vật ở trong câu chuyện vừa rồi á, là có những cái biểu hiện như là toát mồ hôi rồi bủng rủng tay chân, cho nên là nhân vật cho rằng là mình đang bị hạ đường huyết. Thì điều này có đúng hay không ạ? Và những cái biểu hiện cụ thể của cái chuyện hạ đường huyết là như thế nào ạ? Trong cái tiểu phẩm đó thì Thanh Thảo thấy là bệnh nhân chóng mặt, choáng váng, muốn té xỉu. Những cái triệu chứng đó nó là triệu chứng của tình trạng hạ đường huyết, nó thể hiện ra bên ngoài. Dạ. Nhưng mà một khi để chẩn đoán hạ đường huyết thì bao giờ mình cũng phải có cái mức đường chứ. Tại vì mình nói đường hạ là phải có mức đường, thì mức đường dưới 3.8 là được xem là hạ đường huyết. Dạ. Nếu tiếp tục mức đường xuống thấp nữa thì bệnh nhân có thể sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Tại vì đường chính là chất giống như năng lượng, tế bào não của chúng ta dùng đường để hoạt động. Cho nên nếu mà đường thấp quá, không đủ cung cấp năng lượng cho tế bào thì sẽ đưa tới một cái tình trạng biểu hiện các triệu chứng thần kinh. Thì như vậy bệnh nhân có thể lú lẫn, lơ mơ và hôn mê sâu. Những cái bệnh nhân mà có sẵn cái bệnh lý tim á, thì người ta một khi để tuột đường mà tuột đường nặng kéo dài thì bệnh nhân có thể rối loạn nhịp mà có thể tử vong. Như vậy thì cái việc mà hạ đường huyết này nó có xảy ra đột ngột đối với những bệnh nhân mắc căn bệnh đái tháo đường không ạ? Hầu hết bệnh nhân sẽ có triệu chứng bao động, có nghĩa là bủng rủng, đói bụng, hơi hơi lạnh tay chân, say sẩm, đổ mồ hôi nữa. Nhưng mà cũng có một ít bệnh nhân họ không hề có triệu chứng. Có nghĩa là mình tuột đường tới lúc đứng lên thấy xỉu thôi, chứ trước đó không hề thấy bủng rủng. Đây là những cái đối tượng nó hơi đặc biệt là cái hệ thần kinh nó không còn nhạy cảm với cái mức đường thấp. Cho nên bệnh nhân không có triệu chứng. Để phòng ngừa cái chuyện hạ đường huyết như vậy thì bệnh nhân cần phải làm gì thưa bác sĩ? Những yếu tố thuộc về phía bệnh nhân thì bệnh nhân luôn luôn nhớ, để đảm bảo cho mình không tuột đường thì về phần mình phải có một cái chế độ ăn hợp lý và không được bỏ bữa. Cái thứ hai nữa là không được tự ý tăng liều thuốc nếu không có sự tư vấn với bác sĩ. Điểm thứ ba nữa, chúng ta không có uống thuốc mà giờ giấc lung tung. Thí dụ như có những cái viên thuốc mà bác sĩ khuyên là bệnh nhân nên uống trước khi ăn 30 phút. Bệnh nhân uống thuốc xong, vì chuyện gì đó bệnh nhân không có kịp ăn mà có thêm một tiếng rưỡi đó, cái khoảng thời gian đó bệnh nhân rất là hay tuột đường. Hoặc là chúng ta chích insulin, chúng ta chích trước ăn 20 phút
hoặc là trước ăn 5 phút là tùy cái loại insulin. Nhưng mà bệnh nhân lại không làm như vậy, chích rồi xong đã đi làm chuyện gì đó rồi mới ăn, thì cái khoảng thời gian đó bệnh nhân có thể tuột. Như vậy cái giờ ăn và cái giờ chúng ta dùng thuốc hay chúng ta chích thuốc nó phải hài hòa với nhau. Bệnh nhân không có được chăm sóc chu đáo hoặc là tri giác không có được minh mẫn thì người nhà phải lưu ý nhiều hơn, tại vì đó là những đối tượng họ rất là dễ hay tuột đường. Ví dụ như bệnh nhân bị tai biến mà lại không có người thân theo sát giám sát cái việc ăn uống, thì như vậy có nhiều khi cái bữa nó trôi qua, buổi sáng thì người con khác cho thuốc, nhưng người con một người cho thuốc mà một người cho ăn lại là một người khác, thì coi chừng những cái tình huống đó bệnh nhân có thể sẽ tuột đường vì lỡ cái bữa ăn. Một điểm nữa là bệnh nhân hay gặp lắm, đó là bệnh nhân đi tập thể dục. Ngày hôm đó theo lẽ tới 7 giờ là kết thúc cái việc tập thể dục để đi về nhà uống thuốc. Thì bệnh nhân gặp bạn rồi bệnh nhân lại đi thêm. Vận động quá sức hơn bình thường, không cân đối với ăn và không cân đối với cái toa, thì coi chừng chúng ta cũng dễ có thể hạ đường huyết. Thưa bác sĩ, hiện tại thì cũng có những bệnh nhân là dùng thêm những cái sản phẩm hỗ trợ để giúp cho cái việc mà ổn định đường huyết. Vậy thì cái việc dùng những sản phẩm hỗ trợ có giúp hạn chế được cái tình trạng là bị hạ đường huyết không ạ? Chỉ định thuốc dù là bên thực phẩm chức năng hay là thuốc bên tây dược thì chúng ta thấy đều có chỉ định hết. Nếu như chúng ta đã ăn tập mà đàng hoàng mà bệnh nhân vẫn chưa đạt thì bác sĩ có thể thêm. Thì chúng ta luôn luôn để ý là cái mức đường phải đạt mục tiêu. Có nghĩa là lúc đó đường huyết bệnh nhân có thể 140 vẫn chấp nhận được, 150 vẫn chấp nhận được. Nhưng mà người càng trẻ càng khỏe thì cái mức đường phải gần những người bình thường thì nó mới tốt. Có những bệnh nhân họ chủ động uống thêm một cái chế phẩm nào khác, phải thông báo cho bác sĩ biết. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Như vậy là ngày hôm nay chắc chắn là quý vị khán giả cũng như là những nhân vật của chúng ta sẽ có thêm cái kiến thức để phòng ngừa cái tình trạng hạ đường huyết đối với những bệnh nhân mắc căn bệnh đái tháo đường. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với câu chuyện để xem là những nhân vật của chúng ta đã cảm nhận như thế nào về những chia sẻ của bác sĩ. Ôi vui quá xa là vui, nhà trai bên gái ai nấy cũng thật là vui. Đó. Vui quá. Bác sĩ tư vấn xong tự nhiên giờ thấy thoải mái, thấy tâm hồn phơi phới lại liền. Phơi phới lại liền. Hạ đường huyết là có cách trị hết, em hiểu không? Em siêng năng tập thể dục nè, đừng quá kiêng khem nè. Ăn uống thì mình cũng đừng quá ồ ạt. Ăn là mình biết cách ăn lại rồi. Đúng rồi. Điều chỉnh sinh hoạt. Điều chỉnh sinh hoạt rồi. Đúng rồi. Tập thể thao rồi. Nhưng cái điều quan trọng á là rất khó giữ đường huyết ổn định. Chu đáo quá. Những người có hiếu với mẹ là thế nào cũng hiếu với vợ rồi. Chính xác. Hay đến với anh đêm này. Lời khuyên cho người bệnh tiểu đường để phòng ngừa hạ đường huyết, kiểm soát đường huyết tốt thông qua áp dụng nguyên tắc kiêng ba chân, dinh dưỡng, tập luyện và dùng thuốc. Khẩu phần ăn nên giảm tinh bột, chia làm nhiều bữa, không bỏ bữa, bổ sung nhiều rau xanh trong khẩu phần ăn, vận động và luyện tập vừa sức, tránh vận động mạnh, dùng đông tây y kết hợp giúp hạ và ổn định đường huyết, phòng ngừa nguy cơ hạ đường huyết. Một lần nữa xin được cảm ơn những thông tin từ phía bác sĩ Tuyết Hoa. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 12:50 trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau ạ. Còn dụ mình nhảy thể thao là mình phải nhảy tay chân. Đó, nhảy tay chân lên. Cái bệnh tình của mẹ con vậy đó. Giờ mẹ con đã bệnh tiểu đường rồi mà giờ thêm cái bệnh cao huyết áp nữa, mình có cách nào để mình trị được? Dạ có chứ, có chứ. Đâu, bây giờ con sẽ dẫn ba má này nghe tư vấn của bác sĩ. Bác sĩ đâu con? Đâu. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV LG, Samsung và Sony hay trên Google Play và App Store. Khán giả tại Hà Nội đã có thể xem truyền hình Vĩnh Long 1 trên hệ thống cáp analog của VTV Cáp tại vị trí kênh số 8. Khán giả cả nước có thể xem truyền hình Vĩnh Long HD độ nét cao trên VTV Cáp, SCTV, HTVC, truyền hình số mặt đất và truyền hình số vệ tinh.